Okay, Thảo and Bo, very welcome you, and I hope you join with us, okay? Okay, and cái thứ hai nữa là welcome tất cả các con cái chúa rồng thánh. Anh Dự với con Quánh là lần đầu tiên gia đình join with us, and we so blessing. Chị Kiều cũng vậy. Chút xíu nữa là học đi rồi phải không? Cảm ơn Chúa. Chúc cho mình lái xe anh đây được một xin mình liên. Đây là lần đầu tiên Hội Thánh CEO mình tổ chức cái camp. Mà cái camp này là anh Dự với một sư bà hỏi mình làm gì, một sư nó không làm gì đó, ăn nghỉ thôi. Ăn nghỉ dưỡng thôi, không có làm gì trơn á. Ok, và cái đây là mình sinh hoạt, có những cái bài hát một sư làm, có cái tập này đó cũng là the first time một sư làm cho cái Hội Thánh CEO của mình. Ok, và mỗi người sẽ giữ một tập này về làm kỷ niệm. Mỗi một cái tập này đó thì mục sư in đương nhiên không có free rồi, vậy cho nên mình sẽ giữ cái này ở trong này á, thì nó có cái chương trình cho ngày mai của mình to the end. And mỗi một năm mình sẽ update cái chương trình này cho nó thêm món thêm muối, rồi cho bữa nay nó thiếu gì lộn nè. Thiếu gì lộn. Ok, rồi mình thấy có cái chương trình. Mà đặc biệt chị thấy ở đây đó là mình chia sẻ rất là ngắn. Mình không lên đây để mình tâm tình rồi mình nói chuyện với nhau thôi, chứ không có giảng giải gì hết trơn á. Thế thành ra ngay cả cái chủ nhật mình cũng chỉ có 20 phút mà thôi. Đấy. Rồi đây là cái chương trình bài hát mà mục sư đã soạn cho cái chương trình đi sứ thánh và đi Ai Cập. Nhưng mà mục sư sẽ viết cái này, sẽ làm cái này mai mốt mấy cái bài hát của anh Dự đó, mấy bài hát anh Dự sáng tác sẽ đánh vào trong đây luôn. Yeah. Mình giữ làm cái file của mình, ở trong đây có một cái bài hát mà một sư sáng tác đó là đoàn nam đoàn ca nam giới, đó là một sư sáng tác, và bây giờ làm đoàn ca cho nam giới. Okay. Ok, ngày mai mình thứ nhất là mình đã chào mừng rồi phải không? Bây giờ như thế này, ngày mai đó để mục sư thông báo ngày mai sáng 8 giờ mình ngủ đi, 8:30 mình dậy được chưa, đủ chưa, ngủ đủ chưa? Dạ. Hả? Ok, cái vấn đề là tối nay thức có đủ hay là không? Ok, ai buồn ngủ thì cứ đi ngủ. Okay. Rồi mình tâm tình mình kể cho nhau nghe những gì cuộc đời của mình như thế nào đó, hay là qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời của mình thế nào đó. Đây là cái thời giờ mà mình có thể ngồi lại để mình relax, mình tĩnh tâm, mình suy nghĩ. Okay. Thành ra sáng mai 8:30 cho tới 9:30 mình ăn sáng một tiếng đồng hồ, đủ không? Đủ không? Ừ. Sau đó 9:00 có nghĩa là mình xin cho tới 9:30, nhưng mà mình sẽ kết thúc khoảng 9:15 này, rồi mình chuẩn bị mình tối nay một sư với Dự với Isaac với John sẽ tìm ra cái chỗ ngày mai mình chơi đó. Nhưng mà các cháu hồi nãy boy, you want fishing, you want swimming and you want boarding, not you only, everybody. Ok, mà nói mình bo không, mình bo bị rầy nữa. Ok. Đóng cửa thôi. So, I want to, you know, make a boat for the kid. Ok, do you want swimming? Yes? Raise your hand, who? What? Ok, what about you, Joseph? Sao không được hết rồi hả? Nghĩ có người pay cho tôi hả? And then, fishing. Ok, một sư có bốn cái cần câu, đem theo bốn cần câu. Ok, nếu mà tụi con câu mà không ăn, một sư sẽ nhảy xuống một sư ăn. Ok, ok, and boarding. Ok, who knows swimming? Who knows swim? Con cũng swim được không? Mà phải có cái phao, áo phao đúng không? Nên nó con swim được mà con có cái áo phao. Ok, anyway, tối nay mình sẽ biết cái kết quả ngày mai. Thì cái buổi sáng mình sẽ ăn sáng xong mình đi cho các em đi chơi. Mình là nghỉ ngơi chứ không có chơi. Mấy đứa con cháu mình nó mới chơi. Thế và mình thấy nó chơi không là mình thấy cũng đã rồi. Sao thì nó chơi cho nó vui vẻ. Ok, ông sư có nói là ok, 3 ngày nay là tụi con free, thứ 6, thứ 7, thứ nhật không có bị rầy. Ok, you want to eat, you eat, you want to drink, you drink. Ok, you want to play, you play. Ok, không có bị rầy. Ok, mà hãy bị rầy nói một xíu chịu cho. Rồi. Ok, thành ra buổi sáng đó mình sẽ cho các cháu nó tắm, rồi nó làm gì?
nó swim in xong rồi nó có thể là nếu mà body mình bước được buổi sáng á thì cho tụi nó đang ướt đó body luôn để mình body chiều đó trưa 1 giờ anh Thuận sẽ nướng thịt mình ăn xong rồi cái mình tà tà ra ngoài đó cho tụi nó câu cá nghe mà hình như cá nó nói một chưa là chiều nó nghe sáng không nè hình như là chú Thuận có đem theo mồi phải không bỏ cái đây theo mồi hả để gì theo gì con đây là mồi nè không chắc rồi ông nói sao đấy là con muốn câu cá mặt thôi vậy là con mồi chỉ có mắt ăn thôi ông nói giống Abraham nói đấy ok so mình cảm ơn Chúa cái căn nhà anh Dự đã reserve cho mình rất là good quý vị thấy good không good good cảm ơn Dự rồi cảm ơn cô thủ quỹ support nữa mình có bao nhiêu người mình đồng ý với nhau ok rồi nếu mà nói về cái chi phí đó, thì mình suy nghĩ rằng cái ăn uống mình không có cái chi phí đâu ha mình có thể nếu mà cần phải xuất cái chi phí ăn uống thì cô thủ quỹ lo cái vụ đó về mục sư ok mà cô thủ quỹ biết ý mục sư rồi nếu mà mình ăn uống gì thì mình đô lý mình nhưng mà mục sư nghĩ mình không cần cái đó okay? Còn cái tiền mà mình mướn trại đó thì mình chia ra ok mình chia ra mỗi người ấy, ok mấy đứa nhỏ có thể free cũng được không sao tính đầu người hết đi vậy ra thì nó cũng rất ít đúng không rất ít thì đầu người tính gấp đôi hả tính gấp đôi nhà của cô ba đứa là tại vì nó phòng nào mà cái đó thì nó cũng không có nặng nề lắm rồi mình sẽ để nhau cho nó vui đó nếu mà chị Kiều có trở hàng cũng không sao nói vậy chứ rồi chị đưa tay chị làm khách giờ ok cảm ơn Chúa mình đi rất là vui nhất là có gia đình của anh Thuận lần đầu tiên đi với mình ha well, we hope you can go next time too right we will ok good buổi tối nay mình sẽ hát mấy bài hát và là mấy bài hát này sẽ rất là mới với anh Thuận với lại cô Thảo với lại Bo nhưng mà chúng ta sẽ chơi với nhau về cái tình yêu của Thượng Đế ban cho mình thôi. Bây giờ okay. Nghe gửi một sư ca rồi vợ tôi quá hay rồi. Đúng không? À. Ok. Nghe rồi bây giờ chúng ta sẽ sẽ bắt đầu ca ngợi. Okay. Mỗi người cái cuốn này đúng quý vị. Ở phía sau này mình có cái chỗ ghi cái tên của mình. Một sư ký luôn được không? Một sư ký luôn cũng được. Đây nè, để cái tên đi rồi một sư ký cho. Ok. Có rất nhiều người muốn chơi với mình kỳ này nhưng mà họ không thể sắp xếp được. Mấy đứa đi câu cá, nhớ đem cá về nướng cho con. Cậu sư. Ok. Rồi trước khi mình hát mình cho chúng ta một nắm tay đi. Ok, cái bài hát đầu tiên chúng ta sẽ hát đó. Joseph, ready? You ready? Joseph. Lòng tôi hân hoan ca hát nếm biết ơn cao sâu nơi ngài. Lòng tôi luôn vui khi cất tiếng ca. Ngày hôm nay cha mang vui quả đến với tâm linh. Chàng 28, chàng 28. Bài 28, chàng 28. Mỗi người chúng ta sống chúng ta đều biết ơn trời đúng không? Biết ơn Thượng Đế là đấng ban cho chúng ta mọi sự. Có nhiều khi chúng ta không thể làm được cái điều mà chúng ta muốn, nhưng mà rồi Thượng Đế ban cho chúng ta đủ sức để có thể làm được cái việc đó. Có tiếng không? Không quên đem. Lần sau sẽ mang cái projector lên luôn. Con vô cái keyboard trước không? Tôi hân hoan ca hát nên biết ơn cao sau nơi ngài. Lòng tôi nối vui cao cất tiếng ca.
ngày hôm nay cha ban vui hóa đến với tâm linh này. Thân Chúa đã đến đem ban vui cho đời tôi. Tâm tôi luôn vui thoáng, tâm tôi ca ngợi Ngài. Tôi sẽ mãi mãi vui tươi trong tình yêu chân chan chứa. Tâm tôi luôn vui thoáng, tâm tôi ca ngợi Ngài. Tôi sẽ mãi mãi vui tươi trong tình yêu tôi. Hồng nhà cha tôi ca hát với trái tim ghi sau ơn hồng. Hồng nhà cha tôi ca hát chúc tôn. Một lời con ngoan ngó Chúa vương bước thiên ngàn quyền. Thân Chúa sẽ đem tâm tôi ngày hồi mang thuyền. Tâm linh nào cơn mưa bão, vui ngất tươi mà đào. Thân Chúa nhanh thêm tôi hoang hoàng nào. Vui trong cơn đau đớn, vui trong khi nhọc nhằn. Thân Chúa đã nhắc tôi vui nỗi vui nào hơn. I will enter his court with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice on him and He hath made me laugh. He hath made me laugh. I will rejoice for he hath made me laugh. He hath made me laugh. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. Tâm tôi luôn vui thoáng, tâm tôi ca ngợi Ngài. Tôi sẽ mãi mãi vui tươi trong tình yêu thương chan chứa. Tâm tôi luôn vui thoáng, tâm tôi ca ngợi Ngài. Tôi sẽ mãi mãi vui tươi trong tình yêu thương. Bài số 29 cùng hát với nhau Cỏ Xanh Tươi. Cái bài kế bên quý vị lật hoàn tờ rơi. Cỏ xanh tươi hàng yên nghỉ, mé nước an vui ngày cư tôi. Khi hoàng hôn răng khắp nơi tôi bước theo Ngài. Chỗ cỏ xanh là nơi an nghỉ của những chiên thuộc về Chúa là chính tôi đây. Bây giờ mình hát chung đi chút xíu nữa rồi mình sẽ mục sư sẽ hát cái chỗ bè rồi cái chỗ mà mình lặp lại đây chút nữa mình sẽ chia ra mình hát ha. Thank you.
thì mấy ông nam sẽ hát là từ trên núi cao, à, quý bà sẽ hát là mê nước trong, mấy ông sẽ từ trên núi cao, rồi mấy bà hát thăm co xanh hát từ thung lũng xa, ha, kiểu lớn hay nhỏ này nữa. Ok, mấy ông hát chị nhỏ, mình dừng bước đi, hát chị nhỏ nhỏ thôi. Yeah, 1, 2, 3, 4. Trên quên hả? Quên không, cái chữ lớn thì dường như quý ba mà. Thôi giờ vậy là quý ông đọt cái giải đó đi. Ok. Ờ, quý ông hát luôn. Quý ông sẽ hát cái chữ lớn, ok. Rồi, ok, trở lại nha. Thám cỏ xanh, Chúa dẫn tôi, Chúa Giêsu đi cùng tôi, dỡ lên tôi, xuống tôi đi. Ngài đưa dẫn tôi, nào là cha chi? Con từ thung lũng xa. Ok, tới đó mình hết. Bây giờ mục sư sẽ tập một cái bài hát mới cho chúng ta để mình ấn tượng cái buổi retreat của chúng ta, cái buổi camp của mình, cái bài dạng lời của trang số 36. Chẳng phải lời gì á. Không phải lời gì. Ngày mai, Chủ nhật mình mới hát lời gì. Ngày mai mình sẽ hát lời gì. Bài này nói lên cái tình yêu của Chúa đối với nhân loại, để chúng ta cuộc đời chúng ta nó sẽ trải qua nhiều cái thăng trầm, nó sẽ có những cái lúc lên xuống, có những lúc thất vọng, có những lúc rất là vui, nhưng mà chúng ta có Chúa đi với chúng ta. Xin sẽ hát trước một lần nha, để chúng ta biết cái Holy Melody hồi nãy chắc cũng có một số người nghe, nhưng mà sẽ hát trước một lần. Mục sư đánh trước đi rồi để nghe lại, để chỉnh lại. Chúa con về, Chúa con về.
con đường thiên lý. Sống cho đời sống thank you.
sẽ tâm tình với nhau để coi cái mình có một cái gì mà nó thấy mình thấy nó có đồng cảm với anh Dự không, những cái mà anh Dự anh sẽ chia sẻ. Ok, một xíu mời anh Dự.